Đây, bà con mình bắt đầu lấy ra cái đĩa mình chọn cái bàn mình để đây. Rồi dễ luôn đi. Lấy vừa tầm thức ăn nha. Mình ăn hết, mình lấy nữa được bông mứa nha. Bông mứa là bị phạt. Ủa một hàng hay hai hàng em? Qua đây là quay nè. Dạ rồi, nhà hàng Văn Sơn xin kính chào quý khách. Chú Lộc giùm em hai hàng dòng. Mọi người một bé lên tay giùm em ạ. Các anh chị không quẹt thẻ qua máy, nhân viên của em sẽ chủ động lấy bé và sẽ quẹt qua cho các anh chị. Dạ, lưu ý giùm em, mình đang bút bê, đồ ăn không hết không thiếu. Đồ ăn lấy vào dĩa, Chú Lộc dùng hết giùm em. Trường hợp mình đang không hết, nhà hàng xin phép được chặt phí 100k một dĩa giùm em ạ. Dạ rồi, mình vô mình nhận bàn ghế trước và sau đấy chúng ta sẽ lấy đồ ăn. Dạ, chúc cho các anh chị có một bữa ngon miệng tại nhà hàng Văn Sơn. Cảm ơn. Giữ lại cái bé nghe, giữ lại cái bé. Trở lại phía bên kia. Chay rồi, chay là đồ bên chay bên đây. Cứ lấy đồ ăn để bàn nào mình chọn ra mình để. Rồi bàn nào cũng được hết trơn á. Ở đây còn trống nè. Nó có người ta để vỏ rồi bàn của mình ta. Khắc khắc giấy. Để ở chứa. Rồi lấy đĩa đi chén. Rồi đi tham quan rồi mình gửi chút xíu nha. Bây giờ cái nhà mình tham quan nha. Rồi lên thang kiểm tra thức ăn nha. Bây giờ đầu tiên đây là cánh gà chiên mắm ở đây là cà sốt chua ngọt nha. Ở đây là cái món làm bạn này là rau xào. Đĩa đây rồi qua thêm nước ở đây nhé. Đây có món cá sấu nướng cá sấu đẹp nha. Rồi cái con nướng này là ăn như là xét ha, các rau củ nướng. Rồi bánh xèo. Rồi ở đây là bánh mặn, bánh đúc, bánh hỏi quay ha. Rồi bánh bò. Đây là rau rém ha, rồi nướng nha. Đây là nướng. Tâm trang, bánh canh nhãn vàng. Rồi đây là bánh canh. Đây là đồ nướng nha. Một da nướng nữa. Khoai tây chiên. Ồ, các món nhiều lắm mà. Hết, hấp bột, chiên, gà chọ, gà chả, và là nướng, chấm. Giảm đây có hai bên đường dài hết rồi đọc chữ cũng chi như sau
hấp dẫn ha. Đây thịt kho nước dừa, quá đây là rau củ luộc khô rồi đó, chấm không rồi đó. Đây là gà, gà xả, rồi có xả nè, còn bị xào rồi. Thôi bây giờ xin phép bây giờ mình sẽ thành lắc rồi đi nhả nước ngọt nha. Kia bài rồi lấy theo nha. Có này đâu hết.
ngồi hai ghế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, ăn im ru ha. Ăn không nghe la ó gì trơn. Dạ. Không cãi cọ gì được. Nước uống giải bên kia nha chị. Cà phê cam này kia, chè bánh này kia bên kia. Chà. Rồi, để bánh hèo hút hai cái. Mấy lưỡi cuốn đó ngay luôn. Rồi ăn không dám lột khẩu trang ra nữa. Quên. Đây. Trời ơi, lát nó dính hồng. Dạ. Bên đó luôn. Thẳng luôn không quẹo lại nha. Ăn lẹ lên, ăn gì nãy giờ con miếng đó ăn hoài. Em là thường em ăn cái này nó liệm vô nó không ngán. Bắp á. Liệm vô nó không ngán. Để đi lấy đồ ăn rồi. Rồi. Nhà mình sẽ chạy tốt dưới này chứ nè. Không gần gần đi tốt xa chứ vậy. Chưa ăn mới có cái một à. Ăn mới có dĩa cơm à. Ủa hả? Ăn nữa chứ trời. Ờ, có súp nữa, tôi chưa có súp đấy. Bên ra nghe. Ăn cho mà bập lên xíu rồi. Ăn cho giấu xương bớt lại. Toàn là xương không à. Có cái mấy cái gà gà đánh mắt ngon luôn. Thấy cái khấu chưa? Thấy cái khấu chưa? Cái khấu nướng. Cái khấu nướng. Nguyên con luôn. Nay không có bò chứ các bạn, cái khấu thấy bò quá. Món gì đây? Ồ, bánh mặn được à. Ủa lẹ vậy hả? Trời ơi. Lát quay lại đây, lát quay lại cái này đi. Dạ, chấm khác đi. Ăn là không ngán. À, phải luộc cũng được nha. À, cái gì ta?
rồi không có gấp nữa rồi cho anh miếng rồi cảm ơn này gì ta filê hả filê cá là được rồi em làm như đây nó được ha tiếp ha à. Dạ thưa bà con, em ăn ít lắm nha. Thank you.
Mấy vị nơi chưa chứ em nơi lắm rồi á. Dạ. Bây giờ là 11:25. Bây giờ quý vị mình tham quan chụp hình chút xíu nữa, tập trung là 12 giờ mình xuống cáp lên xe anh về. Rồi. Rồi có tham quan nữa không? Giờ có người kia đợi gì à? Nếu tham quan thì tham quan giờ nửa tiếng. Còn tham quan thì về luôn. Xe về luôn à? Dạ. Dạ. Cái cặp nó xứng ghê luôn ta. Rồi đi. Ủa? Nãy giờ có nhậu gì chưa? Có bỏ lại bớt không? Bỏ lại bớt. Hả? Đây nè. Hả? Quyết định đem về luôn chứ không bỏ lại bớt á. Để thôi bắt camera đi vòng vòng trong đây này chị, trong đây nè. Có cần bỏ lại bớt không? Bỏ rồi hả? Rồi, ai bỏ lại bớt thì ghé vô bỏ lại bớt cho bớt nhẹ. Rồi giờ đi. Thấy không, người ta đi vậy mà còn gán người ta đi rồi, thấy không? Đây. Dạ. Dạ. Cái thở thừa đi không nổi. Ở dưới có chiến ha, đi cái người mẹ là đi xe lăn, người con đi tới mỗi lần tới đấy là vinh lên rồi đầu đây đẩy đi. Dạ. Dạ. Vậy chứ giờ dỡ không nổi thì phải lắc đi sao vậy? đây. Ủa đâu ra người? Ủa tôi đi rồi mà phải không? Xuống núi. Ở trên đợi. Dạ. Ngồi trả đứng ngay ngồi để đợi. Dạ.
rồi còn đứa còn được rồi đó. Rồi đấy là kỷ niệm. Thế ông từ đây đi xẹt ra gần biết như nói bắt mình phải đi vòng vòng vậy đó. Nó làm đằng mấy cái khi mà đông á hãng cái độ ù tắc lại. Lẹ lên đi qua đây. Ủa sao không đi? Tính leo vào đi chứ. Leo gào đi qua trả bển nữa gì. Còn tiếc. Bà nãy lấy vé gì em nè, quay trở lại. Yeah.